Chào cả nhà mình nha. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu cùng mấy đứa cháu đi giải chài tiếp cả nhà ơi. Đi lại những cái điểm cũ cả nhà. Cũng mấy điểm cũ để chài tới chài lui hoài cả nhà ơi. Rồi. Đi những điểm mới chài không có cả nhà. Điểm mới chài đâu mà cây không à, trà gì rong không. Hôm nay cũng trở lại điểm cũ chài tiếp nữa nha cả nhà. Phi mò được con kìa. Đó, đây kem, thăm. Nè thăm, thăm. Dính con nữa ha, Phi. Phi mò hay quá. Rồi kem chạy tiếp nữa nha cả nhà. Tròn không, tròn không? Cá bự nha, cá bự nha. Ồ cá có bự cả nhà ơi. Chạy nè cá bự đem lên kem kem kem, đem lên kem. Rồi luôn. Ồ, cá này bự lắm. Vũ 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 đi, không kết đâu. Nó vô tùng rồi, vô tùng rồi. Vô tùng rồi. Đi 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 đi. Bỏ lên đi, cạy quăng lên đi. Ồ, đâu đâu. Đâu đi. Tâm. Đâu Tâm. Cá bự luôn á. Đó rồi đúng không? Còn không còn. Ồ, bự quá. Còn bự không? Đó. Còn lấy. Qua lý, qua lý. Đâu. Cùng mắm rồi Tâm ơi. Chú cha. Con này bự cả nhà. Đó. Quá bự, quá bự, quá bự. Con này bự dữ. Hả? Cái chém cái rồi à? Cá phi, cá phi. Cá phi quá. Wow, con bự quá bự cả nhà. Chà phá lửa luôn. Quá cỡ. Nãy giờ chắc xảy mấy con dày dày không á. Con kèn bự nhất luôn á. Rồi bánh vô Tâm. Chà, được như đây cả nhà. Quá chừng luôn rồi. Nay vô mánh rồi cả nhà. Chạy tiếp nha cả nhà. Coi có con hàu lướt lướt nữa. Con bự quá, nãy này có con trà bá lửa đã thiệt chứ. Nướng là hết sảy rồi đó. Nướng là vô rồi, vô rồi coi. Đó. Nhớ lột đẹp rồi đó. Tiếp luôn ơi. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Kèm chạy tiếp luôn nha. Đó. Tròn do luôn. Ngay cái lùm trong đó nó mò không chịu có lý á. Tung tung kênh. Lú ngoài con kênh. Đi đâu luôn rồi. Chào mấy em ơi, kêu cái gì? Quá phủ lưới đi. Chạy đó lên cho có đi. Từng cái nữa. Chạy cái nữa đây nè. Rồi, quất cái nữa đi. Ôi ôi. Con quá bự rồi. Ôi ôi, chà bá lửa. Tôi đánh đầu luôn. Mạnh lên Phi. Wow.
rồi đổ đầu luôn đâu đó, đó tâm ken phi nó mò được tâm giục lên tâm cầm cái nhà con cá kìa. Trời ơi trà bá lửa luôn. Còn dưới này thì đi phi nói lắm đi rồi là chạy về đường đó hay là chạy đó nữa xong rồi rửa luôn rửa quần áo luôn đi biết lên vậy kêu nhúng lửa chứ rồi lại cho cũ hay sao kem phi dạ cho cũ đó thôi cái ngô vậy cũng có đau biển hoa cá cả nhà lên trên luôn đó con bự bự không đó kèn đưa lên con chả lá nữa con xin con này đi con đó phóng xanh con đó hả nhỏ quá hả nhỏ đó, tâm phóng xanh luôn kìa đâu con thấy nó đây nè để cho nó nhảy đâu nó nhảy được nhảy nhiên được thôi đó cá nhỏ quá thằng kèn với thằng phi thằng tâm nó giục bớt cả nhà vừa bắt con nào mà chừng hai ngón tay ba ngón tay đổ lên con nào ngón tay thì nó thả lại phóng xanh mà cho lớn lớn chút xíu ngày mốt anh em người ta giải chài thả lưới rồi bắt tiếp coi nha quá wow, giải chài lên giải một chài lên gỡ thôi cả buổi rồi này nhiều lắm đây là đúng địa điểm luôn thôi mốt ra đây cứ hai tay hai con thôi hai tay hai con luôn được chưa? Ken mò được hai tay hai con cá nhân. Tay con còn phi bên đây nó sảy. Nó đó đó đó. Đó, chừng sảy Ken. Đó, hai tay hai con cá nhân. Ừ, sảy con rồi. Thấy chưa? Đã nói sao nói sảy là sảy mà. Sảy anh con cá nhân. Đây là con cá lóc, giờ là con cá phi nữa. Ừ. À. Chết. Chạy tới đây rồi. Bự lắm, má trời. Bự lắm, đừng có giả lưới cho nó dính lưới luôn. Lưới nhỏ quá sao không dính đâu. Bự lắm. Trời, đá luôn á. Ừ. Chạy đâu rồi? Chạy chưa rồi? Trốn trong đây nữa, bự lắm. Vô trong lùm á. Đó, còn chừng vô lùm á. Trời, trong đây nhóc luôn. Đó. Thôi thôi, sảy sảy. Cho nó sảy. Đó, dạ. Bay ra ngoài. Ủa con nó bự quá Phi. Dục lên luôn. Phi với Ken đang mò nữa cả nhà. Thôi. Xảy ra, xảy ra. Trời ơi. Xảy rồi hả? Dạ. Dính Ken, dính Ken. Không bắt được sao? Nghe đi. Hả? Chà tới nó đi. Chà. Tay ngốc kìa. Coi chừng có cá lóc á Phi. Phi mò ở đây.
Đây là sâu hả Phi? Sâu cá bự dọn như đây quá trời sao. Chạy đi. Đó, vô rồi. Đó. Trời. Lửa 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 ra đi Ken. Lửa cái chài ra đi. Cá này cá bự nhiều quá. Cá quá cá này. Lửa ra để đây đi lắc mình bỏ vô bao. Phi lửa phi phi. Lửa để mà đi. Cá nãy đâu không hết rồi. Cá bơm mà sao dục có tới có con à, còn dục mấy con. Dục mấy con ra Phi. Đây nè, số đem đây rồi. Nè nè. Ken ken, Phi Phi, bỏ vô bịch đi. Chạy được. Ụp xuống uống miếng nước luôn trời. Con nào nhỏ qua dục xong luôn đi. Cho nó sống. Nó ụp xuống nó uống ngụp nước luôn. Chạy ốc luôn rồi. Quá trình chạy chạy quá trình cá cả nhà như Phi với Ken như mò 50 mấy con nữa. Cho nó ở kia ra nước cũng chừng mấy đi. Quá trời luôn. Bỏ bọc luôn đi. Bỏ bọc luôn nha Phi Ken. Xong bụng lại một cái nữa. Đổi kia là một bọc luôn. Cái nhỏ thả đi. Con xinh đi. Nhỏ dục xuống luôn rồi. Nhỏ quá dục xuống nha cả nhà. Trời lớn. Chỗ này xấu dọn đấy. Ừ. Đó, quá trời cá bự bự không không. Đó, con nào nó bự bự không? Ừ, chạy chạy mà nhiều quá cả ký luôn á Phi. Quá chừng luôn. Quá chừng cái nhà. Quá chừng luôn. Cả ký cá luôn á. Cứ chụp tay kia Ken, chụp tới chụp lui này. Có lý dính cá bự à, còn rồi. Cá bự nãy xảy cá bự lắm, nãy chúa cá bự mà sâu lắm mà không dính. Đó. Quá chừng không. Rồi sơ sơ rồi. Sơ gì trời. Lắm anh. Hết đi. Mấy luôn đi, này chảy khác. Hai kỹ rồi. Quá chừng cả nhà, một chài nè. Trời ơi, quá chừng luôn cả nhà. Cả ký luôn.